Hát 5 năm. Hình 6. Giả sử như vậy, tôi nói là hát 6 và hát 66. Thì như vậy bây giờ bắt đầu tôi tạo tương tác. Tôi tạo tương tác trong một số cái lớp của nó đây. Tôi bấm vào 12 để mình kiểm tra, mình xem như vậy. Thì như vậy tạo tương tác ở đây, khi tôi rê chuột vào lớp nào thì lớp đó hiển thị lên trên, đúng không? Hiển thị lên trên. Ví dụ tôi chọn chọn hình ảnh này, chọn hình này, tôi cho một liên kết rộng. Đồng thời tab inspector này tôi add một behavior là change property. Thì các bạn xem cái set index này bình thường là 1. Như vậy khi mình muốn cho lên trên nhất thì tôi phải cho một cái set index lớn, đúng mà, set index lớn. Tôi chọn hình ảnh này, tôi chọn cái này, tôi add vào một cái change property. Tôi chọn layer 1, đúng mà. Thuộc tính ở đây tôi nói là z index. Tôi cho là 10, giả sử là vậy. Thì khi mà rê chuột vào, tôi nói là on mount over. Khi rê chuột ra, tôi nói là cho về 1 lại, cho về 1 lại, lớp 1. Tôi nói là z index tôi cho là 1. Ok, khi rê chuột ra tôi nói là on mount out và tôi lưu lại, tôi F5. Thì khi rê chuột vào đây, mình thấy hiển thị lên trên, rê ra thì sửa lại bình thường lại, rê vào. Thì khi mình cho cái giới index này là 10 thì nó lớn nhất thì nó sẽ nằm trên nhất. Khi tôi rê ra thì nó trở về cái giới index là 1 lại thì nó nằm dưới lại. Tương tự như vậy cho các hình khác, ví dụ hình này mình kiểm tra mình coi, các anh chị thấy nó là lớp thứ hai và giới index là 2, đúng mà, hình 2. Cũng tương tự như vậy, tôi cho đây là một cái liên kết rộng để tôi đổi trạng thái chuột. Tôi change property, tôi chọn là layer 2 và chỗ này tôi nói là z index tôi cho là 10. Ok, ở đây khi rê chuột vào tôi nói là mount over. Tương tự tôi chọn layer, tôi chọn giá trị là z index lớp thứ hai, tôi cho là 1, là 2 lại. Ok, đây là khi rê chuột ra, mount out tôi lưu. Tương tự đối với hình này mới là hình 3 thì cũng tương tự như vậy. Layer thứ 3 thì tôi nói là change property layer hình 3 z index tôi cho là 10. Đồng thời đây là khi rê chuột vào, mount over. Tương tự như vậy hình lớp thứ 3 z index khi rê chuột ra tôi cho là 3, trở về vị trí ban đầu lại. Ok, tôi nói là mau ao, tôi lưu lại, tôi bấm F5. Thì như vậy khi rê vào cái này, rê vào cái này, rê vào cái này, đúng mà. Tương tự cho các lớp còn lại, các bạn muốn lớp nào thì mình đưa biến cố vào và mình hiển thị lớp đó. Thì đối với lớp này tôi cho một liên kết rỗng, cho một liên kết rỗng ở đây, tôi nói là liên kết rỗng. Ok, ở đây mình có hai thực đơn, ví dụ như là danh thoại Việt Nam, các bạn có thể xem cái trang mẫu của mình ở đây, hay là yêu cầu của bài này. Các bạn thấy khi rê chuột vào thì mình thấy là danh thoại Việt Nam là Nguyễn Phan Chính và Trương Hán Minh, đúng không ạ? Ở đây tôi đặt email này, ví dụ là danh họa, email này tôi đặt tên là Tranh Văn Giang. Danh họa Việt Nam này tôi add một behavior là pop-up menu, đúng mà, pop-up menu. Đồng thời ở đây tôi nói là mình có là Nguyễn Phan Chánh Trương Hán Minh, Nguyễn Phan Chánh Trương Hán Minh. Đồng thời các liên kết ở đây, tạm thời bây giờ tôi cho liên kết rỗng, đúng không ạ? Tôi cho liên kết rỗng. Sau đó phần fbrand này
Em đây này, tôi cho ô của mình, tôi cho trùng với ô này, trùng với màu này. Ok. Đồng thời, phong ở đây, tôi nói là Tahoma. Ok, tôi nói là Tahoma. Position, tôi nói là ở dưới phía dưới này, đúng mà. Ok. Tôi bấm F5. Khi mình rê vào, mình thấy có thực đơn như vậy, đúng mà. Nếu cần thiết, tôi cho cái thực đơn này rộng ra một chút, đúng mà, rộng ra một chút. Thì mình có thể xem kích cỡ của mình ở đây. Bao nhiêu pixel, cái nút của mình này là 158, đúng mà. 158. Thì tôi nói ở đây Advanced Save with, tôi nói là 158. Ok. Tôi F5 thì mình được như vậy. Ok. Thì tương tự như vậy, tôi cho cái này một cái liên kết rộng. Ở đây tôi cũng cho một liên kết rộng. Đồng thời tôi add vào một cái thực đơn có nội dung là tranh đồng hồ, tranh hàng trống, tranh thờ miền núi, đúng mà. Tôi add vào, tôi nói là tranh đồng hồ. Tranh hàng trống. Và tranh thờ miền núi. Tất cả cái này tôi cho liên kết rộng, đúng mà. Sau này mình có trang nào thì mình có thể đặt vào cái liên kết vào đây. Tương tự như vậy, phong tôi chọn là Tahoma, cũng giống như là thực đơn ban đầu của mình. Advent tôi cho là fit, cũng 158 pixel. Position tôi cho là phía dưới này. Ok. Và tôi bấm F5 thì mình được như vậy, đúng mà, mình được như vậy. Tôi đổi lại cái màu rê chu vào của mình ở đây, tôi cho là màu nền, đúng mà, như vậy. Ok. Tương tự ở đây, khi rê chu vào, mình cũng đổi thành màu nền. Ok. Tôi F5 thì mình được như vậy. Ok. Thì sau khi mà mình đã có trang bên trái này rồi, có trang bên trái này rồi, theo như yêu cầu của đề bài của mình, thì tiếp theo tôi tạo liên kết. Ví dụ trang chủ tôi liên kết về trang index.html. Đồng thời target tôi cho là sale. Tin tức tôi liên kết tới trang tin tức.html. Tôi nói là sale. Thì khi mình thiết kế trang khung thì mình đổi cái target này lại, đúng không ạ? Tiếp theo tôi tạo mới một tập tin HTML và tôi đặt tên là top. Sau đó trong chức năng Bay Property này, tôi cũng dùng màu nền ở đây. Tôi dùng màu nền ở đây, tôi lấy ra lép top thì mình cũng có màu nền ở đây. Tôi copy cái này và tôi paste ở đây. Tôi cho là không, là không. Encoding tôi nói là UTF-8. Này tôi nói là trang, trang trên. Apply, ok. Tôi lưu lại. Sau đó tôi kẻ một bảng biểu chiều cao khoảng là 85, chiều rộng này khoảng là 900. Đồng thời tôi tạo một ô, ô ở đây. Thì mình có thể xem câu giao diện của mình. Ở đây có hình nền, đúng mà, có một hình nền. Các bạn nhìn xem cái trang giới thiệu của mình ở đây. Giới thiệu của mình đây. Mình thấy trên này mình có một hình nền, đúng mà, có một hình nền ở đây. Thì như vậy, như vậy
Như vậy, tôi cho hình nền này ở trong cái ô của mình, đúng mà. Hoặc là ở cái bảng biểu của mình cũng được. Ở đây, tôi cho hình nền của mình trong cái bảng này. Bảng này. Và tôi nói hình nền là hình nền nền 2 này. Ok. Đồng thời bắt đầu cái khoảng cách của mình ở đây, đúng mà, khoảng cách này tôi cho padding này là khoảng là 10 pixel, giả sử là vậy. Và bên đây tôi nói là padding style bằng padding left, tôi cho khoảng là 15 pixel. Ok. Nếu 15 pixel còn gần quá thì các bạn cho là 20 pixel. Ok, giả sử như vậy. Bây giờ mình đưa các hình vào, đó mà tôi đưa các hình vào. Các hình này. Hình này. Tương tự như vậy, tôi đưa lại một lần nữa.